Đại học Đông Á Đà Nẵng gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, tình yêu với mẹ luôn là tình yêu sơ khai nhất, chung thủy, bền chặt và thiêng liêng nhất. Và ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Phạm Duy với tựa đề Tình Ca đã được nhạc sĩ viết lên bằng một tình yêu như thế, yêu đất nước như yêu lời ru của mẹ. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức phần biểu diễn ca khúc Tình Ca nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác qua phần biểu diễn của đội văn nghệ, cán bộ giảng viên trường Đại học Đông Á Đà Nẵng. Xin mời quý vị cùng đón xem. Thành lập từ năm 2002, trường Đại học Đông Á hiện là ngôi nhà chung với sứ mệnh đầu tư kiến thức, phát triển năng lực cá nhân, chuyên môn nghề nghiệp để tạo dựng con đường thành công và đóng góp vào sự phát triển cộng đồng xã hội cho hàng ngàn sinh viên mỗi năm. Với phương châm lấy người học làm trung tâm trong công tác giảng dạy và học tập, tập trung đào tạo đạt chuẩn đầu ra, nâng cao chất lượng đào tạo, Đại học Đông Á đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, phòng học, phòng thí nghiệm, sự thực hành tiên tiến, hiện đại, mở rộng liên kết đào tạo với các trường đại học uy tín của quốc tế để sinh viên có thể tiếp cận với những chương trình đào tạo chất lượng. Về hợp tác đào tạo và nghiên cứu, trường hiện liên kết với hơn 20 trường đại học và viện nghiên cứu tại các nước Hoa Kỳ, Anh, Canada, Pháp, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Về hợp tác phát triển kỹ năng nghề nghiệp và tạo việc làm cho sinh viên, Đại học Đông Á hiện là đối tác tin cậy của hơn 300 đơn vị trong nước và hơn 100 các địa phương doanh nghiệp tại Nhật Bản, Đài Loan, Cộng hòa Liên bang Đức, Singapore. Đại học Đông Á có hai campus chính tại Ba Ba Soviet Nghệ Tĩnh và Hòa Hải thuộc thành phố Đà Nẵng, thành phố lớn thứ ba của Việt Nam, và phân hiệu Đại học Đông Á tại thành phố Buôn Mê Thuột, thủ phủ của vùng Tây Nguyên. Ngoài ra, Đại học Đông Á còn có 3 cơ sở tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai. Trường có 20 phòng thí nghiệm và 3 sự thực hành tại 149 Đỗ Thúc Tịnh và hệ thống trường liên cấp Sakura Olympia Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk. Trường đào tạo 9 nhóm ngành và 35 ngành đào tạo. Đại học Đông Á được đánh giá cao từ phía doanh nghiệp trong và ngoài nước cho chất lượng đào tạo và làm việc của sinh viên ra trường ở các nhóm ngành, là đại học tiêu biểu của Việt Nam trong hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản do Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO bình chọn. Liên kết hợp tác với hơn 110 công ty, tập đoàn nước ngoài tại Nhật Bản, Singapore, Cộng hòa Liên bang Đức, Đài Loan, hơn 350 công ty, tập đoàn trong nước, nhất là các tập đoàn, công ty nước ngoài tại Việt Nam, FDI. 20 năm xây dựng và phát triển, Đại học Đông Á chọn tập trung phát huy nội lực, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo và quản lý, phát huy sức mạnh của hệ thống, mở rộng hợp tác phát triển, hướng đến trở thành trường chất lượng quốc tế thuộc top 500 châu Á. Thank you.
của trường Đại học Đông Á Đà Nẵng đã vừa khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu, quý ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả đã đón xem. Một lần nữa xin được kính chúc